nhiêu? 2A cộng B cộng 2AB đúng không? Trừ 3 đúng không? Bằng gì? 1 trừ AB chia cho A cộng B đúng không? Xác định A bình cộng B bình là miên đúng không? Thấy cái bài này nằm trong đâu không? Đúng cái đề chưa? Cái bài này nằm trong bài bài gì? Logarit. Thì cố gắng đưa nó về logarit nè. Là thấy cái này số 2 đúng không? Lỡ lấy logarit 2 với logarit cơ số 2 nha. Chốt chỗ này. Sau đó nhìn coi, này có phải mang nguyên cái đống này ra không? Và logarit của 22 bằng mấy? Hiểu. Vậy là A cộng B cộng 2AB trừ 3 bằng ở đây logarit của tích nè. Xin lỗi, của thương nè. Thì bằng gì? Logarit 2 của trên trừ dưới. Hiểu. Sau đó là mang thằng này qua bên đây nè. Đi chung với thằng này. Và thằng này mang qua đây đi chung với thằng này. Bắt đầu nhìn kỹ nha. A cộng B đóng mặt vô. Mang qua thằng cộng logarit của 2 A cộng B. Kẹp. Này mang qua logarit 2 trừ AB. Mang qua nè. Trừ 2 AB cộng 3. Kẹp. Này viết lại nè. Bằng logarit 2 1 trừ AB. Hằng này lại tách ra thằng số 2. Với lại số mấy? Số 1. Kẹp. 2 này chung số mấy? Số 2 mang ra ngoài. Kẹp. Thấy quen chưa? Quen đúng không? Bắt đầu tiếp. Ở đâu rồi? Đây viết lại nè. Bằng logarit 2 1 trừ AB cộng 2 1 trừ AB. 1 này có phải là logarit 22 không? Thằng này đi với thằng này phép gì? Phép cộng thì đồng nghĩa thằng này nhân thằng này. Gạch nguyên đường dài thôi, viết lại đi để thấy luôn. Đây logarit 2 này nhân này. Rồi nha. Tới đây làm lẹ nha. Thấy có hai này có hiện tượng tương đồng không? Đây A cộng B thì đây là 2 lần 1 trừ 2 nhân 1 trừ AB. Này với này tương đồng. Này với này tương đồng. Vậy đồng nghĩa hàng này bằng này. Này bằng này. Kẹp không? Vậy mình sẽ có gì? A cộng B bằng 2 lần 1 trừ AB. Kẹp. Sau đó bình phương 2 vế. Bình phương 2 vế đi. A bình cộng 2AB cộng B bình bằng. Ở đây là 4. 1 trừ. Thôi tới đây được rồi. Tới đây các bạn tự biến đổi. Nói chung là biến đổi A theo B. Sau đó thay ráp vô đó dùng mà câu si hay cái gì đó. Tự làm.